đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Cúc Tịnh Y, đẹp kinh diễm. Cúc Tịnh Y chính thức nhận tin vui ở tuổi 28, người hâm mộ lập tức tràn vào chúc mừng. Ngoại trừ vóc dáng có chút nhỏ bé, công chúng gần như không thể tìm ra bất cứ lý do gì để chê bai nhan sắc thanh thuần, đẹp rung động lòng người của Cúc Tịnh Y. Dù ở ngoài đời thực hay trong những tấm ảnh trước và sau khi chỉnh sửa, trạng thái mỹ nhân 4.000 năm cũng chẳng mấy khác biệt. Mới đây nhất, Cúc Tịnh Y lại thêm một lần nữa khiến các fan nhan sắc đứng ngồi không yên khi loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của cô được tung ra. Gương mặt nhỏ nhắn, đẹp tựa búp bê cùng làn da trắng phát sáng, giúp nữ diễn viên Vân Tịch Truyện nổi bần bật trước đám đông. Rất dễ nhận biết, theo dõi Cúc Tịnh Y lâu sẽ thấy cô nàng rất biết cách biến bản thân trở thành tâm điểm chú ý, ngay cả khi đứng cạnh những đồng nghiệp khác. Tuy chiều cao có hạn, sao nữ 1994 vẫn đủ sức chiếm spotlight. Mới đây, người hâm mộ tràn vào chúc mừng Cúc Tịnh Y khi tài khoản Weibo của nữ diễn viên chạm mốc 25 triệu người theo dõi sau thời gian dài tham gia đóng phim. Cúc Tịnh Y là diễn viên trẻ được săn đón hàng đầu Trung Quốc. Cô gây ấn tượng khi tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình như Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Như Ý Phương Phi, và sắp tới đây là Hoa Nhung và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Mới đây, Cúc Tịnh Y nhận tin vui lớn khi tài khoản Weibo đạt 25 triệu người theo dõi. Đây được xem là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực làm mới mình và tham gia đóng phim, hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên nhiều năm qua. Theo đó, khán giả khắp nơi đã gửi lời chúc tốt đẹp đến Cúc Tịnh Y cũng như những dự án trong tương lai của nữ diễn viên. Thời gian gần đây, có thông tin mỹ nhân sinh năm 1994 có ý định đầu tư đóng điện ảnh với vai diễn trong Phấn Mặt Giang Hồ và một số tựa phim khác. Bàn về ý định này, netizen cho rằng Cúc Tịnh Y đang muốn lấn sân sang điện ảnh để khẳng định thực lực của bản thân sau thời gian dài đóng truyền hình. Theo đánh giá của netizen, Cúc Tịnh Y dù thường xuyên gây tranh cãi về diễn xuất nhưng nếu nữ diễn viên dành thời gian để trau dồi và mạnh dạn chuyển hình, thành công sớm muộn cũng đến với cô. Cách đây không lâu, có tin đồn Cúc Tịnh Y và Dương Dương sẽ nên duyên trong một dự án truyền hình. Tuy nhiên, đến nay, cả hai diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận dù fan hai bên đang trông ngóng từng ngày. Cúc Tịnh Y bước chân vào showbiz với tư cách là idol, sau đó lấn sân sang con đường phim ảnh. Đáng tiếc, diễn xuất non kém cùng vấn đề quá coi trọng hình tượng khiến khá nhiều người không hài lòng, dần dần có định kiến về cô. Thậm chí, vài người còn khuyên cô chỉ nên đi hát và ngưng đóng phim. Nhưng dù là vậy, Cúc Tịnh Y vẫn còn trẻ, cô có đủ thời gian để tập luyện, trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. Được biết, ngoài bộ phim Hoa Nhung đã đóng máy, ngôi sao chính X còn có một dự án khác là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, hợp tác cùng Trần Triết Viễn. Hy vọng, thông qua hai tác phẩm mới nhất này, netizen có thể trông thấy sự thay đổi từ Cúc Tịnh Y.